Nhắc đến giải sản phẩm chất kiềm binh thì anh em hay nhắc tới vấn đề nào? Bảo hành đúng không? Bảo hành có thể gia hạn đến tới 5 năm. Vậy thì ngoài ra còn vấn đề nào nữa? Một vấn đề nữa đúng không? Nóng. Có rất nhiều anh em khi mà nhìn thấy các bộ PC sử dụng card đồ họa thuộc dòng chất kiềm binh thì có nói câu cửa miệng: "Ui, cái card đồ họa nóng lắm, không dùng ở đâu, nóng lắm, đổi sang mẫu khác đi." Mình không phủ nhận vấn đề này. Trên mẫu card đồ họa GTX 1660 chất kiềm binh ngày xưa thì đúng chính xác là nóng thật. Nếu anh em sử dụng các bộ cây mà bí ấy, không có quạt để hút gió ra ngoài ấy, thì việc sử dụng để chơi game bình thường lên đến 80 độ là một điều quá dễ dàng. Nhưng mà anh em hãy yên tâm đi, Acer bảo đến tận 5 năm cơ mà. Anh em không phải lo về vấn đề kiểu nóng quá nó hỏng đâu. Mà cái mình muốn nói tới ở đây đó chính là vấn đề tâm lý. Khi em mua một mẫu card đồ họa về sử dụng đúng không? Ví dụ như chơi game chẳng hạn, chắc chắn anh em sẽ bật phần mềm theo dõi nhiệt độ kiểu như FS2, Afterburner. Thậm chí sẽ chỉ chăm chăm và nhìn vào nhiệt độ, không quan tâm đến kiểu mình đang làm gì, các vấn đề khác ra sao đâu. Nhưng mà sau một vài ngày sẽ tắt đi vì quá nóng, kiểu sau nó có lên đến 90 độ theo anh em còn chả thèm quan tâm cơ. Mình thì mình không nói việc này là sai, thì ai cũng làm việc này cả, kể cả mình thôi. Kiểu nhìn mẫu card đồ họa mình vừa mua về xong nó cứ lên kiểu 80 độ nhìn sót thực sự mà. Và Acer cũng hiểu đến vấn đề này cho các anh em game thủ, nên các phiên bản chất kiềm binh đời sau đã được cải tiến, đặc biệt là phần heat sink tản nhiệt. Trên tay mình đây là một mẫu tản nhiệt stock, heat sink tản nhiệt stock đến từ Intel. Mà tại sao mình lại cầm cái cục tản nhiệt bé tí hon này trên tay? Thì đây là một ví dụ trực quan nhất cho mẫu card đồ họa GTX 1660 chất kiềm binh đời cũ. Khi mà cái heat sink tản nhiệt của nó ấy, ở giữa chính là lõi đồng, còn xung quanh là nhôm. Nó sẽ to này một chút, nó sẽ không bé này đâu. Tuy nhiên như vậy vẫn là rất nóng. Ở trên tay mình đây là một phiên bản mới nhất đến từ Acer, đây là phiên bản chất kiềm binh GTX 1650 Super. Thì ở phiên bản này anh em có thể nhìn thấy một cách dễ dàng đó chính là có một ống đồng thôi. Tuy nhiên cái phần lá nhôm đã được tăng cường lên rất nhiều, trải dài từ đầu đến tận phao câu của card. Thì qua phần mềm Firmax mình test thì nhiệt độ chiếu loanh quanh ở mức 70 độ C. Theo anh em thấy thì đây có nóng không? Theo mình thấy đây là mát rồi. Chắc chắn khi anh em chơi game nhiệt độ sẽ thấp hơn như này, không thể nóng tới mức 70 độ C được. Chơi game chỉ loanh quanh ở mức 5 mấy độ C hoặc là 6 mấy độ C thôi. Đây là một phiên bản 2 fan thôi. Ở đây mình có một phiên bản nó mới hơn, cũng không hẳn mới hơn, nó xịn sò hơn một chút. Đây là phiên bản GTX 1660 Super Chất Gaming. Đây là phiên bản 3 quạt. Thì với phiên bản này anh em sẽ có hai ống đồng to và dài hơn, cộng với đó là phần lá nhôm tản nhiệt cũng làm tốt hơn, và ba quạt nữa, nên mẫu card ngoài vừa mạnh vừa mát. Thế vậy thì vấn đề ngày hôm nay mình cần làm là gì? Vấn đề mình làm ngày hôm nay là để giải đáp cũng như là xóa bỏ phần định kiến khá xấu của anh em với giải sản phẩm chất kiềm binh của Acer, đó chính là nó nóng. Nó nóng chỉ là ngày xưa thôi, ngày nay kiểu mát lý tưởng lắm rồi. Và anh em thấy sao về các dòng sản phẩm chất kiềm binh đến từ Acer? Đừng quên để ý kiến ở mục bình luận của video. Em hãy nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Converter để không bỏ lỡ các video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video khác.